Nhận định, soi kèo bóng đá Wolverhampton với Tottenham 2 giờ 15 phút ngày 28 tháng 12, vòng 15 ngoại hạng Anh. Sau thất bại bé bằng ở vòng trước, Wolverhampton sẽ tiếp tục chạm trán đối thủ khó chơi Tottenham trên sân nhà ở vòng đấu này. Nhận định Wolverhampton với Tottenham, phong độ thi đấu của cả hai đội gần đây đều là không thật sự tốt, nhưng với thực lực hình hơn, Tottenham có nhiều cơ hội chiến thắng hơn. Cập nhật đội hình ra sân, tỷ lệ kèo. Các bạn hãy đăng ký kênh để cập nhật trận đấu mới nhất nhé. Wolverhampton sau chiến thắng trước Chelsea đã bất ngờ bại trận trong chuyến làm khách đến sân của Burnley với tỷ số 1-2 ở vòng đấu trước. Thất bại này khiến cho họ tụt xuống vị trí thứ 11 trên bảng xếp hạng với 20 điểm. Đó cũng là thất bại thứ 3 trong 5 trận vừa qua tại ngoại hạng Anh. Bầy sói đang cho thấy sự không ổn định trong thời gian gần đây và mang đến kết quả không tốt. Một trong những yếu tố dẫn đến điều đó là hàng công thi đấu không hiệu quả. Sự thiếu vắng Raúl Jiménez đang khiến cho Wolverhampton gặp nhiều khó khăn trong khâu ghi bàn. Tính đến nay, Wolverhampton mới ghi được 14 bàn thắng và để thủng lưới 19 bàn. Ở phía đội khách, Tottenham sau thời gian lên đỉnh bảng xếp hạng đã tụt xuống vị trí thứ 6 với 25 điểm. 3 trận liên tiếp chỉ hòa và thua khiến cho thầy trò huấn luyện viên Mourinho không còn giữ được phong độ tốt nhất của mình. Ở vòng đấu trước, gà trống đã để thua Leicester với tỷ số 0-2 ngay trên sân nhà. Đó cũng là thất bại thứ 2 liên tiếp của họ trong 5 trận đấu vừa qua. Tottenham cần phải nhanh chóng lấy lại tinh thần nếu không muốn bị bỏ lại quá xa khỏi top 4. Ở trận đấu này, Tottenham là đội được đánh giá cao hơn sau màn trình diễn ấn tượng vừa qua. Tuy nhiên, cả hai đều không có phong độ tốt nhất vào lúc này. Theo đó, cơ hội chiến thắng của Tottenham vẫn là cao hơn so với đội chủ nhà. Dự đoán kết quả Wolverhampton với Tottenham, 1-2.